Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mẹ con mình ăn tôm cháy tỏi, cơm với tôm cháy tỏi, có rau ở bên cạnh nữa, có dưa nữa. Được, mời cô chú tự giới thiệu con. Là con chào mà TV cô chú. Thì em... Là con mời cô chú ăn tôm cháy tỏi với cả nhà con nhé. Mời các bạn ăn nhá. Tôm cháy tỏi rất là ngon, ngon lắm. Đây, cả nhà mình đang ngồi ăn cùng cả nhà đây. Chồng con bên cạnh luôn. Nhờ mọi người không lên đi ra kiểu mấy mẹ con mình thôi. Các bạn nha. Ôi dồi ôi, tôm ngon lắm. Tôm mình đâu đây? Tôm mình tự là. Gì đó? Mẹ bỏ cho. Sa. Sa. Gì á? Sa. Sa quá hả đây? Sa. Sa. À. Ôi ngon quá. Ôi ngon không Vượng, ngon không? Ủa sao lại có muối đây kìa? Nếu mình bảo có mình ăn sao? Con lấy hả? Ừ. Ừ. Bà ơi. Em lấy phần mềm. Số dách luôn. Ra đây mình thơm, ngọt, ngon lắm. Tuyệt vời mặt trời. Chắc ở đây. Thì tiếp đi. Lên lấy vẫn ngon. Ở đây mình có nhiều loại nước chấm lắm các bạn. Từng xí muội. Từng cà. Nước tương, nước mắm luôn. Nhưng mà bây giờ mình tấm chấm trước từng xí muội. Bắn. Bắn. Không bắn không, nước tương ngon. Bắn. Đâu vậy em cho hai chị em đi. Không biết chấm thế. Phải chấm nước mắm hay nước cơm không? Đã quá. Ngon quá. Chết, chấm nó xa. Không rồi, không rồi. Tuyên bố rửa nha, tuyên bố rửa nha. Bố ơi rửa đi. Bố ơi tuyên bố rửa nha. Nó đòi xem cái phim hoạt hình con Masha với lại con Medved ấy, con gấu ấy bạn. Cúng này, con này. Này. Ngon quá, ngọt, ngọt dẻo đi. Ngon lắm. Hôm nay con hơi bị tôm không? Để bóc tôm. Thế mẹ bóc cho. Bóc xong rồi. Ngon lắm. Không đãi gì đâu. Bà nhìn quay video nữa thế thôi chứ chỗ này cái dĩa này nó nhiều lắm nha. Cái dĩa này là mình làm hết 2 cân tôm ấy. Trời ơi. Tôm ngon. Ôi trời ơi, gì đây? Cái ôi trời ơi các bạn. Phải hơn 2 cân nhưng mà. 2 cân. Ừ, 2 cân. Nhiều. Nhiều lắm. Quá trời. Nè, cho con lấy không? Giấy hả? Được. Ngồi đây đem đây. Ôi trời ơi, không bóc được hả? Đây mẹ bóc cho. Bóc nha, nha. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, kêu ôi trời ơi. Các bạn ơi, bóc cái vỏ tôm nó dính vào tay do cái kêu ôi trời ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Là thằng ngon không? Nói cô chú đi. Nói cô chú về cô chú ngon, thấy ngon không? Ăn chung nước cơm. Ngon quá. Con mẹ em về. Tôm ngon ngon. Mẹ mẹ, hôm nay con mượn cặp tóc của mẹ một xíu nè. Được, ok. Con mượn ba cái và mượn thử mặt nghe. Mượn nó nghe chỗ đúng là muốn. Điều. Điều đúng rồi, điều. Ánh điệu á. Đang tành bữa của anh. Ánh điệu lắm. Mượn. Điều quan, điều quan. Cái con bướm ở ngoài mà để trang trí lễ đi xin có luôn hả? Bướm to hơn, ngắn lên tóc luôn hả? Không biết nó có cái này để cắm cắm. Nhưng mà con định cắm vào ngoài thì mà lấy không cho. Ăn mấy con tôm cháy tỏi nó ngon lắm mà. Tuyệt vời mặt trời. Cẩn thận gì? Trời ơi. Bỏ cái chảo vào đây mẹ để cho. Chảo của con mẹ. Kệ đi. Chảo đồ chơi của Ngọc Ánh. Bà tôm chân gai lớn nó đang ngồi cạnh nó ăn. Các bạn ơi, cái tỏi á mình đổ lên đây nó dính cái nhìn nó vậy để đỡ tôm nhiều lắm. Mắt lên các bạn thấy tôm. Chấm muối, chấm mắm. Một cái mà nhiều như vậy đấy. Một hộp tôm đi. Nếu con rửa xong con ra con lú. Cái này hả? Cái gì? Đây hả? Quá. Xin mời, cảm ơn đi. Không có chi, nó cảm ơn đâu ạ. Ăn nè.
tôm nó cưng rồi. Tôm ăn tôm hả? Ừ. Ừ. Không tôm mà ăn tôm gì nữa. Mà có dưa chuột ăn kèm. Cái nó anh cái ăn tỏi. Chấm nước mắm. Mà chấm nước mắm hơn cả nước đường. Xây xong hồng em một xíu nữa bộ. Hồng em hơi bị quách. Ánh nó hơi xíu 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 xíu. Rồi, ok. Vâng ơi, cô chủ đâu? Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Thở ra hả? Ủa? Đấy. Ừ. Ngon quá. Giờ hả? Mình thích cái tôm cháy tỏi này nè bạn. Chấm nước mắm á. Trời ơi, anh nó vào cơm lắm luôn. Cơm, cơm trắng. Ừ. Cái gì vậy? Đi bôi người ta hả? Ngon. Nó ăn tôm mà trời nó sắp mưa rồi. Bình thường có mưa thật à. Bình thường mời nó ăn cái gì khó lắm bạn ơi, nó không ăn gì. Mai nó nắng, tôm. Khả năng mai nắng, nay trời mưa, mai trời nắng. Tôm ăn với cơm là ngon lắm rồi. Ngon. Này mẹ bóc tôm cho nó nè, hai đây. Có tỏi không? Có tỏi đấy. Tỏi nó mới thơm ngon. Đúng không? Chấm ngập luôn. Trời ơi. Mà lem. Nhưng mà nhiều quá, cay quá. Tê tê, ăn thế mới ngon nè. Các bạn ơi, cái món này nó ngon lắm. Nhưng mà mỗi lần mình làm nó ngại làm. Tại vì ở bên này em nhà nó kín. Mỗi lần chiên tỏi á, mùi nó thơm quá, thơm hết cả nhà. Mà 2-3 ngày sau cái mùi tỏi nó mới hết. Thơm đấy các bạn. Thơm cả bên nhà hàng xóm. Thơm sang hàng nhà hàng xóm luôn. Đi chiên tôm nữa bạn. Hơi ngại làm lắm. Thỉnh thoảng mới làm một bữa thôi. Ngon. Bữa ăn nữa hả? Không con nào, nào. Rồi nhá. Rồi ngồi thẳng đấy, ngồi thẳng đấy mày cho. Đây, xin mời. Cảm ơn đi. Nói sao, nói sao. Mày nói nghỉ cho nó tôm ấy. Đó ngon hả? Xin tôm hiểu đã bóc nữa rồi. Yêu cầu của cao vậy. Bóc tôm. Đây, cảm ơn đi. Lấy cho con được tôm, lấy cho con được tôm tôm con trời lớn. Con trời lớn. Trời lớn luôn hả? Trời lớn gì? Trời lớn gì đấy? Chấm nhiều một cái rồi bỏ hết vào mồm. Lúc nãy thì con bỏ hết vào mồm ra con ơi. Trời lớn luôn. Cảm ơn. Mọi khi chơi bị à? Mọi người chơi lớn luôn, ăn nguyên con tôm luôn các bạn này. Bóc cho con một con tôm và con chơi lớn. Cảm ơn đi. Chơi lớn đi nào anh em. Như vậy. Ngồi 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 xuống ngồi xuống này ăn tôm. Ngồi xuống ngồi anh lấy hết tôm vậy. Chị anh ơi, đừng lấy tôm của Vượng nhé. Ngon lắm. Lớn vậy. Chơi lớn hơn bác à? Đúng rồi. Chơi lớn rồi. Chơi lớn mà quay vào đây, mồm vào đây thì cô chú mới thấy không? Dính hết mồm. Ơi. Xuống ăn. Xuống rồi. Xuống. Dạ. Xuống gì đấy? Nó phải trứng đâu. Quả ô liu bạn ơi. Ở đây. Quả ô liu. Bên này cái quả ô liu nó ngon lắm. Ở đây họ trồng được á. Trong không ăn được. Mà ăn này tốt này bạn. Ô liu này nó tốt cho tim mạch. Cái dầu ô liu nó tốt cho tim mạch. Ăn cực kỳ tốt. Cái quả này ăn không mặn lắm. Ừ. Tại có hạt măng ở trong không? Ăn nguyên không thì mặn. Ngon. Ngon lắm, ngon lắm. Cái quả này nếu không biết ăn nó chát mà nó mặn. Không biết ăn cơm kèm ngon lắm. Thì ăn nó ngại, ăn quen nó thì nó ngại nó thơm không? Cái mặt nó quả lư. Tớ đây.
Còn quả đằng sau bố rồi không? Nếu muốn ăn, anh muốn ăn quả đâu lưu, à quả dưa chuột đó. Không, dưa chuột. Bơi. Anh ăn dưa chuột hả? Bơi. Bán cái món này ăn tốn cơm lắm, học cường ngọt cực kỳ. Nhậu cũng được, uống bia cũng được, là mình làm nhạc. Còn nếu ăn cơm thì cánh mình lên mắm. Ngon lắm. Chào kìa. Con, cơm đi. Nhiều cơm lắm. Mấy con ba con nhỉ? Con ăn ba con. Bốc. À đây đây bốc đây. Đấy xin đây. Đấy trứng á. Áo lưu à. Ê. Nhiều nữa hả? Rồi đây. Cái này giờ là của mẹ. Cho mẹ xin. Đấy rồi. Bố mẹ xin Vượng. Mẹ cảm ơn. Không khóc. Em ơi. Cho Liên không? Cho Liên quả kia. Xin. Thank you. Đây. Cho anh quả đi. Cho chị một quả. Thôi đến cả nữa nè. Xin. Xin hết của nó rồi. Cho mẹ xin nữa đi, mẹ hết rồi. Chua chua đúng không? Hết nhỉ. Mặn đấy. Cơm mặn chua còn hết chua. Thế quả ớt lưu á, nếu mà ăn không thể mặn, nhưng mà ăn cái cơm nó ngậy nó béo nó ngon lắm. Ngon. Nếu hôm nay trời ẩm lắm. Cho miếng thịt. Mắm nó phải rửa cho con cái nồi đấy. Chảo chứ. Cái chảo. Này. Ừ. Cái cũng nhập luôn. Tiếp tục trên dàn bước đấy. Chết rồi. Ơi. Này đúng không? Cái này đúng không? Xin đúng không? Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Không có chi. Nó là dưa chuột đấy. Nó là dưa chuột đấy bạn. Nhìn dưa chuột dưa hấu. Mai răng. Răng. Mai sa bị đau răng đúng không? Con mai sa nó có nhiều răng đấy bạn. Các bạn ơi, video của mẹ con mình dài quá rồi. Mẹ con mình xin kết thúc video ở đây thôi. Các bạn nếu quý ba mẹ con nhà mình nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ ba mẹ con nhà mình với nha. Chào tạm biệt các bạn. Chào cô chú ơi. Nói tạm biệt cô chú đi. Tạm biệt nói đi. Mì gió nào. Mì gió cái nữa nào. Rồi.